xa mang theo câu ước hẹn thề. Ngồi bên hiên nhà xưa ngắm chiếc lá nhẹ nhàng rơi sao trong lòng như có mưa. Ngước lên vì sao long lanh ở trên bầu trời. Thân ta tự do trong tâm say đắm một người. Sao gương mặt đó không hề phai tiếng cười nói sau bao năm còn đậm thanh ơ. Tìm về nơi đó có những bức hình quen. Tìm về nơi đó cho cảm xúc kìm nén. Tìm về nơi áng mây còn mãi màu hồng. Phút giây mình có nhau được không? Tìm về nơi đó giữa những ánh đèn xe ở đằng sau lưng. Điều thuốc kia dù đã cố bỏ như những chuỗi ngày còn bên em, nhưng mà không thể, việc đó chẳng dễ như những điều anh đã từng nói. Và cảm xúc này lại một lần nữa làm bạn với cả tàn đêm đen. Phút đèn xanh và đèn đỏ, mình lạc lõng giữa đám đông ở bờ hồ. Qua trang tiền mua cho mình quay kem nhỏ, bước từng bước và len lỏi lặng thầm nhìn nhà thờ cổ. Rẽ qua mấy gian hàng chợ đêm nhưng lại chẳng biết mình cần gì. Anh ơi đôi bông tai này đẹp không, em đeo nó có hợp không, bên đôi tai đang thầm thì nhưng mà là mình tưởng tượng ra dù vừa đông chợt trội. Lặng nhìn dòng người qua như cái ôm thật vội. Là một vòng một tay sau đó đi về nhà. Cảm nhận dòng thời gian đang đứng yên thật rồi. Phố hàng mã vẫn còn vương đâu đây. Cái ta trên má cùng mùi hương dâu tây. Ánh mắt đó dường như là rất khó có thể phủ mất nó để rồi say ok. Là chàng nghệ sĩ chuộng viết tình ca. Và trên nhật ký không phải chỉ để bên mình ta. Andrew 7 tạo ra tiểu thuyết tình yêu. Nhưng với ta thì thật tệ lại là tiểu thuyết tình tan. Có vài lời mình không nên nói, vài sự thật nên che. Vậy bình yên là do ai mang tới, hay là hơn cả từ ta để tìm về?